Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909. Số điện thoại em để phần tiêu đề của video đấy. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo hoặc là Facebook để đặt hàng nha các bác nhé. Lan của em thì chưa bao gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng, tiền ship cho bên chuyển phát. Phí ship là 36.000 cho 2 kg đầu tiên. Các kg tiếp theo thì cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc. Địa chỉ vườn lan bên em, thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác nào có dịp thì qua vườn của em xem cây. Vườn của em thì ngay bên kia địa phận Đông Anh. Các bác đi cầu Thăng Long từ nội thành sang là tới thôi. Đây, rất là dễ tìm. Nhưng mà thì em vẫn có các mặt hàng địa lan và lan hài như mọi khi nhé các bác nhé. Anh em sẽ đi giới thiệu vào mặt hàng là địa lan. Đây là chun lan nhé, chun lan rừng Hà Giang. Cây địa lan em đã thuần rất là ổn định rồi. Về các bác chỉ việc tưới tắm thôi, không phải làm gì cả. Đến mùa thu thì các bác sang chậu thì sang. Thực ra thì cái chậu này đối với những cái cây này thì nó vừa đủ rồi. Đây, em trồng nó lên rất là tốt, vừa đẹp luôn. Đây, chun lan rừng Hà Giang thì hoa nó ra vào dịp Tết nhé. Và hoa thơm nhé, hoa to và thơm. Đây, hàng thuần sẵn, 250.000 một chậu, đóng vào chậu gửi này. Còn những cây chun lan rừng này tuyển chọn là hoa xanh này thì là 1.2 triệu, 300.000 một thân. Chậu này 4 thân là 1.2 triệu cả chậu các bác nhé. Em đóng cả chậu gửi các bác. Những cái chậu này em đã thuần rồi. Trên cái chậu nhựa này em đóng cả chậu gửi các bác. Đây là một dòng Caran, một dòng Caran nhưng hoa của nó màu trắng một chút này. Những cái dòng này thì em để với giá 150.000 một chậu. Em đóng cả chậu gửi các bác này. 150.000 một chậu, em thuần rồi. Caran này thì cái hoa của nó ra hoa vào mùa xuân một chút các bác nhé, lại sau Tết một chút đấy, cái dòng Caran này đấy. Chứ không phải là mùa đông, tại vì Hàn Lan thì theo Hàn Lan thì nó không nhất thiết là nó phải ra hoa trúng vào mùa đông đâu các bác, lại sau Tết một chút này, thậm chí là nó sẽ đến mùa xuân này, cái thời điểm ra hoa nó sẽ rải rác theo thời gian các bác nhé. Nó tùy và nó cũng tùy từng điều kiện thời tiết khí hậu của từng năm. Tứ thời rừng lá to 150.000 một chậu, đổ chậu gửi. Những cây tứ thời rừng này thì cây nó rất là khỏe nên sẽ đổ chậu gửi các bác. Còn mạc thu cũng là 100.000 một chậu, đổ chậu gửi cây các bác nhé. Địa lan mạc thu. Địa lan Xuân Hè Sơn La, chậu này 250 này. Dòng này thì hoa to nhá, hoa màu vàng, có những sọc vàng xanh, có những sọc màu đỏ cam đây. Cánh hoa to, hoa thơm nhá, cần hoa xanh, ra hoa vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, hay gọi là cái câu Xuân Hè Sơn La. Vì cái này thì nguồn gốc của nó là vùng Sơn La các bác nhá. Nguồn gốc là vùng Sơn La. Cây này rừng bây giờ nó chỉ có những cái nhánh nhỏ xíu thôi, tại vì người ta khai thác rất là nhiều rồi, nó chỉ có quanh khu vực sông Mã, em nhớ là thế này, huyện sông Mã của Sơn La đây. 250 một chậu, đóng một chậu gửi này. Chỗ này thì em cũng còn khá nhiều những cái chậu hàng rừng để em nhân giống lên này, khoảng tầm chục chậu nữa này. Đây là cây xích ngọc lai bạc lan nhé. Bạc lan thì hoa nó khá là đẹp đấy. Xích ngọc thì cây nó dễ sống, dễ cho hoa đấy. Bạc lan thì nó ở độ cao cao hơn nhiều so với thằng xích ngọc. Hai cái này nó lai với nhau thì vừa hoa đẹp vừa dễ sống đấy. Đấy, không phải khó sống đâu các bác nhé đấy. Cực kỳ dễ thuần luôn. Với khí hậu Hà Nội thì mùa hè nó khắc nghiệt kinh khủng luôn đấy. Mùa hè đấy, vùng đồng bằng sông Hồng đấy. Nó cũng rất là khủng khiếp cái mùa nóng. Nó hay bị thối rồi là các thứ dễ sinh bệnh hỏng cây, nhưng mà cây này thì em đã thuần 2 năm vừa rồi, cây rất là ok, em xuất khá là nhiều. Cây xích ngọc lai bạc lan này thì em để với giá là 450.000 cái chậu này các bác nhé, bao gồm cả chậu luôn rồi. Em bán 150 một thân, cái chậu này 5 thân thì thân nhỏ thân to em sẽ bù nhau, em tính là 3 thân thì là giá là 450. Về các bác trồng và đợi hoa, hoa nó ra hoa vào thời điểm mùa thu các bác nhé. Xích ngọc lai bạc lan. Dương Minh Cẩm,
Chậu dương minh cẩm này thì em để giá là 500 nghìn, 2 thân 2 mầm này. Dương minh cẩm thì địa lan ở vùng của Đài Loan, hoa màu đỏ đỏ, hoa thơm và ra hoa dịp Tết, lá có sọc các bác nhé. Dương minh cẩm nó cũng dễ trồng thôi. Tiểu quốc linh, cây của Trung Quốc, cây này thì hoa thu 200 nghìn một thân, hoa khá là đẹp này, hoa nó chớp màu đỏ một chút các bác nhé. Tiểu quốc linh 600 nghìn chậu, 3 thân 2 mầm này. Đại kiều tàu lá kẻ, 2 thân 1 mầm này thì là 250 có nhé. 2 thân 2 thân 3 thân chứ, một thời có một thân một lá thôi. Cái dòng đại kiều tàu lá kẻ này thì nó cực kỳ dễ sống luôn, dễ sống hơn cả cái cây đại kiều truyền thống nhiều. Đây là những cây đại kiều tàu lá kẻ, dọc cái hàng này mà em tách ra thì cây nó phát triển rất ổn định, gần như là không có một cái tỷ lệ chết cây gì cả. Em trồng bằng giá thể vỏ thông trộn trộn với cái vỏ lá khun các bác nhé, vỏ thông vỏ trộn vỏ lá khun này. Xuân lan sen xanh này 250.000 chậu này 2 thân này. Còn thiên thảo tuyết sơn thì là 300.000 chậu này 3 thân này. Thiên thảo tuyết sơn và sen xanh thì đều là hai giống xuân lan của Trung Quốc, hoa ra hoa dịp Tết và hoa thơm. Cái này thì hoa màu xanh, hoa cánh sen. Còn cái này thì hoa chớp vàng xanh các bác nhé. Nói chung là dòng hoa của Trung Quốc người ta lại tạo ra được những cây nó rất là đẹp. Đây là hồng thần hà này, đây cũng hoa cánh sen nhưng thuộc dòng khác, không phải dòng xuân lan, dòng mặc. Hồng thần hà này thì một cây được lai giống và có tính trạng lá rất là đẹp. Đây, cây hồng thần hà này có thể nuôi chăm tốt nó sẽ vượt lá các bác nhé. Hàng của em trước là hàng giống nhưng mà em chăm thì lá bắt đầu nó bứt thêm được gần một gang tay nữa này. Đấy, mình chăm tốt thì cây nó sẽ không phải là cây lá nó nhỏ nhỏ đâu này. Nhưng bản thân em thì em lại thích lá nó nhỏ hơn này, này, cho nó gọn cây này. Chậu hồng thần hà này 3 thân 1 mầm, 2 mầm này thì là 900 này, cứ 300.000 một thân. Chậu này 1 thân 1 mầm là 300. Còn chậu kia 4 thân 2 mầm thì là 400 các bác nhá. À, triệu 2 nhá. Triệu 2 hồng thần hà. Đông lan, dòng địa lan truyền thống. Đông lan này thì 200.000 một chậu. Cái này thì ra hoa vào mùa đông và dịp giáp Tết. Hoa nó màu vàng ánh xanh một chút. Cái đông lan thuộc hàng truyền thống các bác nhé. Cứ thời cổ cũng thuộc hàng truyền thống. Cái này thì dáng lá của nó dáng kiểu dài dựng lên như này cơ. Đây, kiểu dáng trực đấy. 50.000 một thân. Em chia sẻ hàng thuần rồi, em đóng cả chậu gửi các bác. Chậu này thì có 6 thân thì em để giá là 300. Đây, đóng cả chậu gửi các bác luôn. Tứ thời cổ. Cái này nó dễ sống. Nó có thi thoảng nó sẽ có những cái đốm mà lá nhé, nhưng không ảnh hưởng gì đâu, nó không quá lây lan ra quá nhiều nhé. Tại vì những bác nào mới chơi thì cứ tưởng bệnh hay là sợ gì những cái đầu lá này, thực ra thì những người trồng địa lan ở quanh miền Bắc này, kể cả cao thủ đến mấy thì vẫn có một số lá bị đốm các bác nhé. Đấy, cái này là cái gọi là cái phải đi theo địa lan rồi, ở Việt Nam rồi. Đấy, chứ còn ở tàu thì người ta chăm thì rất là tốt, không bị đen đầu lá và đốm mấy đâu. Đấy, còn Việt Nam mình thì kể cả cao thủ thì cũng sẽ bị đốm một và vài lá. Đấy, đấy các bác nhé. Đấy, đấy. Như tình trạng đốm này thì nó là ít rồi. Đấy, nó là ít. Những đốm này các bác để nó không lây lan quá nhanh và quá nhiều đâu. Các bác có thể để nguyên được hoặc là các bác cắt đi cũng được các bác nhé. Đấy. Địa lan mà nó gần như nó sống chung với cái bệnh này rồi. Đấy. Tại vì cái điều kiện nuôi trồng của mình nó không thể bằng bên kia được. Đấy. Không thể bằng bên người Trung Quốc người ta chăm được. Đấy. Cái điều kiện nuôi trồng người ta rất là tốt, người ta set up vườn này, tuyệt vời luôn này, để chế độ chăm sóc. Còn mình thì đa phần là cái kinh nghiệm cá nhân thôi, chứ không có một cái quy chuẩn gì cả này. Cứ người này người kia gọi là có kinh nghiệm gì thì chia sẻ thôi này. Có thể nó thích hợp với vườn này nhưng sang vườn khác thì nó lại không phù hợp này. Và có những cái kinh nghiệm hay thì người ta không chia sẻ, người ta giấu hoặc là cố tình người ta chỉ dẫn sai vấn đề này, này. Đấy, nhiều cái nó rất là dở này. Tiểu kiều chỗ này 180 nhá, 5 thân 5 mầm,
180 các bác nhé, đóng ở chỗ gửi. Ngân biên chỗ này 200, hai thân một mầm thì 200. Chậu tiểu ngọc yên tử này em để ra 6 triệu. 3 thân một mầm to này, 6 triệu các bác nhé. Tiểu ngọc yên tử. Bạch ngọc tố tâm. Chậu này là 3 thân 3 mầm thì là 600 à 500. 500 bao gồm cả chậu rồi. Những cái hàng chậu sứ này gửi xe khách cho các bác được quanh miền Bắc hoặc là vào các tỉnh miền Trung. Đây là cây bạch ngọc tố tâm, chậu này 400, 4 thân, 2 mầm. Tính 6 thân này, những cái mầm này tính là thân rồi. Thân tơ đây. Chậu sơn hè sơn na này 480 nhá, 3 thân to và 1 mầm này. Chậu hoàng kim bảo. Hoàng kim bảo thuộc địa Lan Tàu hoa Tết thì hàng bịch đen em đã thuần ổn định rồi. Như chậu này em bán 600 này. Đấy, hàng bịch đen thì nó rất là rẻ, rơi vào khoảng 150 200 một cái bịch đen, tầm khoảng 50 thân gì đấy, nhưng mà về các bác trồng nó dễ, rất dễ là bị ngọt vào cái mùa nóng này. Khi đã chơi hoa xong rồi, cây em thuần ổn định này, về Tết các bác chơi hoa và nó đẻ cây đẻ nhánh nó ổn định hơn, cây nó không bị hẹo. 600.000 cái chậu này các bác nhé. Còn đây là trần mộng cổ hoa đỏ vào dịp Tết các bác nhé. Hoa chính vào tháng 11 dương lịch, tuy nhiên là những cây khỏe thì nó sẽ ra hai đợt hoa. Trần mộng này thì em để với giá là 1 triệu chậu này. 3 thân, 2 mầm to tính là 4 thân. Ngoài ra mầm nhỏ em vẫn có các bác nhé. Chậu đại kiều này, thất tiên nữ này, 7 bông hoa này, 6 thân này, 1 cần hoa này, cần hoa vượt lá nhá. Lá đại kiều rất là đẹp. Cho vào cái chậu tàu dày ấy nhìn quá tuyệt vời luôn. Sau này thì em để với giá là 1.8 triệu, 300.000 một thân. Đây là cây caran hoa xanh. Caran hoa xanh 500.000 chậu này. Bao gồm cả chậu rồi. Đây là những cây tố tâm mà em gieo lên này. Nó hơi bị bung rễ một chút. Đấy, tố tâm nó cũng dễ sống mà. Hai cái vài cái thân già cấc lên nó vẫn lên lá các thứ này, ra rễ này. Nhà trần mộng em tách một thân như trước này, em trồng cho khách đây lên được một mầm to này. Và tạo thành một thân và một mầm to này, này trần mộng. Cây khỏe cực luôn này. Bộ rễ này. Cái này phải cho thêm giá thể vào, tại vì khi mới trồng này em cho ít giá thể, tại vì em cho nó thoáng phần gốc một chút. Kiếm lá giáo hoa xanh 150.000 một chậu, đóng vào chậu gửi các bác nhé. Tứ thời rừng lá nhỏ sắp đến mùa hoa rồi, 150.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Hàng này hoa rất là thơm nhé. Caran hoa xanh chậu thừa nhỏ như này, thân lá nhỏ này 200.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Còn đây là cây kiếm phi tâm 250 chậu này, đóng vào chậu gửi này. Địa Lan Kiwi VN 150.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. La Lulum Hà Giang 100.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Hạ Lan Yên Tử 160.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Đây là cây Hạc Đỉnh Đâu 100.000, 90.000 cái chậu này, đóng ở chậu gửi này. Còn những chậu to này là 230 các bác nhé, đóng ở chậu gửi. Hạc Đỉnh Đâu hoa Tết này. Đây đại kiểu tàu lá kẻ, thực ra cái lá của nó cũng đẹp mà. Đây, tàu lá kẻ trồng trăm nó lên ác luôn đấy. Sơn Thủy Tiên 200.000 một, đây là cái gì nhỉ? Tam Bảo Sắc trắng tím hàng Điện Biên 150.000 một chậu nhé, đóng vào chậu gửi. Đây, chậu em thuần chậu bằng vỏ thông rồi, cây phát triển ổn định. Sơn Thủy Tiên. Các loại phong lan hoàng nhiên tím 180 một chậu, đóng một chậu gửi, hàng thuần rồi. Đấy, Tam Bảo Sắc của em ra hoa đẹp chưa? Tam Bảo Sắc hoa vàng. Châu Hồng Cánh Sen 230 một chậu, đóng một chậu gửi.
lan ung điếu ở trăm rưỡi khóm này các bác nhé. Dáng gương rẻ quạt 250.000 một chậu, đóng ở chậu gửi hàng thuần rồi. Sơn Thị Tiên 200.000 một chậu, hàng thuần rồi, đóng ở chậu gửi. Tam Bảo Sắc trắng tím Điện Biên này, hàng cục như này thì là 250 cái cục này các bác nhé, đóng cả cái cục gỗ này gửi các bác này. Còn đây là Vanda Glacilic 1308 cái chậu Vanda Glacilic này, cái khúc gỗ này. Còn thảo hương vali 308 cái khúc gỗ này các bác nhé, ép này. Kiếm xích ngọc thường này 450.000 cái chậu to này các bác nhé, to đùng luôn, chuẩn bị chờ hoa. Cục cáo to này triệu rưỡi này, em thuần bám gỗ sẵn rồi. Em sang những phần lan hài, hài táo 50.000 một phần, 50.000 một phần các bác nhé, một phần 50.000 một chậu như này, đóng ở chậu gửi này, hàng thuần rồi. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi về cho các bác tập thuần. Hài hồng 100.000 một chậu, đóng ở chậu gửi, cái to nhé. Đây là hải vệ lữ 50.000 một phần 3 chậu như này, nhổ chậu gửi. Hải Zaki 40.000 một cây, nhổ chậu gửi, hàng chưa thuần. Hải Sukhakuli 80.000 một cây, nhổ chậu gửi. Đây. Cây ra rễ các ác thứ ác rồi. Xem có cây nào có nụ hoa không vậy. Mấy cây mèo là mèo nó ngỏm hết, bởi vì sao? Vì cây nó mới trồng nó yếu nên mèo nó dễ nó hỏng các bác ạ. Đây. Gần như là không được chơi hoa. Cây trồng vào mùa hè thì nó rủi ro hơn đấy. Có những cây hỏng hết lá, hỏng hết cây này là ngỏm rồi. Chỉ hy vọng là có được một hai cây có mèo giữ được thôi, chứ còn cây nó yếu nó không thể là nuôi được. Nó rất dễ là nhiễm bệnh ngỏm. Mà sống thì được, nhưng mà cái mèo của nó thì nó chưa đủ các dưỡng chất dinh dưỡng ấy, tại vì bộ rễ ra chưa ổn định ấy các bác này. Ví dụ những cây như này, những cây như này rễ ra ổn định thì may ra còn giữ được này. Thế là chia sẻ thực tình với em, nên là em bán với giá là 80.000 một cây, em một chậu gửi các bác. Còn hàng thuần thì em sẽ bán giá 150. Này Sukhakuli. Này cây Kim Tây Nguyên này, chậu này là 100.000 hàng thuần, đóng ở chậu gửi. Giá nhổ chậu là 50.000 hai chậu như này. Nhổ chậu gửi các bác nhé. Hai Helen 50.000 một phần được khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu gửi này. Coxy và Henry cũng thế, 50.000 một phần khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu gửi. Gấm 50.000 một chậu, hàng thuần, đóng ở chậu gửi. Còn giá nhổ chậu cũng 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi. Hải Mốc Hồng hàng thuần 50.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi. Hải Zaki hàng thuần là 100.000 một chậu, một cây như này, đóng vào chậu gửi này. Zaki. Hải Vân Bắc. Hải Vân Bắc thì 280 một chậu nhé, cây to nhé, đóng vào chậu gửi. Livium 120.000 một chậu, đóng vào chậu gửi này. Cảnh 60.000 một chậu, được một cây, đóng vào chậu gửi. Giáp. Hải Giáp 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi hàng thuần. Giá nhổ chậu là 50.000 năm chậu, nhổ chậu gửi về các bác tập thuần. Hải dâu xanh 50.000 ba chậu như này, đủ chậu gửi cây. Hải táo những cây to này thì em để với giá này. Những cây to này thì em để với giá là 100.000 các bác nhé. Táo. Những cây táo mà nó thuần rồi, cây nó phát triển rất khỏe, lá đẹp luôn. Thanh thiên quỳ, thanh thiên quỳ xanh, thanh thiên quỳ nâu xám và lá loang lổ này đồng giá là 80.000 một chậu các bác nhé. Thanh thiên quỳ sâm một lá, vừa làm cảnh vừa làm thuốc đây. Còn đây là cây cẩm cù tên lửa là 90.000 một chậu, đóng ở chậu gửi. Hải hương 150.000 một chậu, hàng thuần, đóng ở chậu gửi. Hải dâu pháp 500.000 một chậu nhé, đóng ở chậu gửi. Hải hương chân tím 1.2 triệu một chậu to như này, đóng ở chậu gửi. Cây bé này thì được nhiều, đây chân nó tím, cây bé này thì được nhiều cây hơn các bác nhé, khóm bé này.
Em có từng đấy phần lan, các bác có gì mua hộ em nhé. Em chân thành cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.